Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Nếu bạn là fan của bộ truyện Attack on Titan thì bạn không thể bỏ qua video này. Attack on Titan là bộ manga ăn khách của tác giả Isayama Hayami, kể về một cái thế giới nơi mà nhân loại sống co cụm bên trong những cái bức tường thành nhằm tránh khỏi cuộc tấn công của một cái giống loài khổng lồ chuyên ăn thịt người được gọi là Titan. Trong video này mình sẽ chỉ đề cập tới sức mạnh của chính Titan. Nếu mọi người mà thấy yêu thích cái chủ đề này thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Đầu tiên là Titan thiết giáp. Đặc điểm nổi bật của cái loại Titan này là lớp giáp sắt siêu cứng bao bọc cơ thể. Những vũ khí thông thường, kể cả là súng đại bác, đều không thể làm thương tổn nó, nên có thể gọi là Titan thiết giáp là chủng loại có khả năng phòng thủ cao nhất. Khi chiến đấu trên chiến trường, hoàn toàn có thể được sử dụng như là một cái tấm khiên che chắn cho đồng đội. Tuy nhiên, điểm yếu của Titan thiết giáp chính là độ linh hoạt bị giảm đi, tỷ lệ thuận với mức độ giáp ở trên cơ thể. Thêm nữa là với cái công nghệ chiến tranh hiện đại, con người đã tạo ra được một số vũ khí có độ sát thương cao, điển hình như là pháo chống Titan, thì cái lớp giáp của Titan thiết giáp không còn bất khả xâm phạm như trước nữa. Sau đại chiến Titan thì Titan thiết giáp là một trong 6 Titan biến hình bị Vương quốc Malay chiếm được. Người gần nhất kế thừa cái năng lực của Titan này là Jinia Parun. Người được giao nhiệm vụ đột nhập lên đảo Paradis, trà trộn vào hàng ngũ quân đội Eldia và tìm cách gây hỗn loạn từ bên trong, cướp đoạt Titan thủy tổ về cho Vương quốc Malay. Titan đại hình. Loại Titan này nổi tiếng với kích thước khác biệt, còn khổng lồ hơn bất cứ một người khổng lồ nào từng xuất hiện. Với chiều cao khoảng 60m, Titan đại hình là kẻ duy nhất đủ khả năng đục thủng những cái bức tường thành cao và kiên cố trên đảo Paradis. Trong khi những Titan biến hình khác cũng chỉ có thể đạt đến chiều cao tầm 15-20m thôi. Titan đại hình khi ra trận không khác gì là một cái pháo đài di động. Một đặc điểm riêng biệt nữa của Titan đại hình đó là lượng hơi nước liên tục tỏa ra từ cơ thể của nó có thể tạo ra áp suất rất là lớn, vô hiệu hóa hoạt động của động cơ 3D cũng như thiêu cháy những sinh vật đến gần. Tuy có kích thước vĩ đại và khả năng tỏa hơi nước, nhưng Titan đại hình cũng có nhược điểm như là tốc độ di chuyển không thể nhanh nhẹn bằng các Titan biến hình khác nè. Việc liên tục tỏa hơi nước cũng khiến các khối cơ của Titan này bị hao hụt đáng kể, nên không thể biến hình liên tục nhiều lần. Sau đại chiến Titan, Titan đại hình là một trong 6 Titan biến hình bị Vương quốc Malay chiếm được. Burton Hoover là một trong những người kế thừa năng lực của Titan này và được giao nhiệm vụ cùng với Titan thiết giáp xâm nhập vào hàng ngũ quân đội Edia trên đảo Paradis. Chính anh ta cũng là kẻ điều khiển Titan đại hình phá thủng tường thành Maria, khởi đầu cho các sự kiện trong cái bộ manga Attack on Titan. Và người sở hữu sau này là Amin Alet. Titan nữ hình. Đây là loại Titan rất linh hoạt trong chiến đấu, bởi nó có khả năng dễ dàng bắt chước các đặc tính của các Titan biến hình khác nếu nó ăn một phần cơ thể của chúng. Có lẽ chính vì mang hình dáng phụ nữ nên cái loại Titan này đã thể hiện ra một đặc tính cơ bản của nữ giới, đó là sự khéo léo, linh hoạt, dễ dàng thích nghi với ngoại cảnh. Titan nữ hình có tốc độ và sức bền tốt, khi cận chiến có thể cường hóa một vài bộ phận cơ thể để tăng hiệu quả của đòn đánh. Một trong những năng lực đáng chú ý của Titan nữ hình là khả năng sử dụng tiếng thét để thu hút các Titan thuần xuất hiện. Tuy nhiên điều này cũng có thể là lợi bất cập hại, vì Titan nữ hình cũng sẽ có nguy cơ bị cái đám Titan thuần kéo đến bao vây tấn công. Sau đại chiến Titan, Titan nữ hình là một trong 6 Titan biến hình chịu sự kiểm soát của Vương quốc Malay. Người gần nhất kế thừa năng lực của Titan này là Enya Leonhard, người được giao nhiệm vụ đột nhập lên đảo Paradis, trà trộn vào hàng ngũ quân đội Eldia và tìm cách gây hỗn loạn từ bên trong, cướp đoạt Titan thủy tổ. Titan tiến công. Đúng như cái tên gọi của nó, đây là hình thái Titan hoàn hảo cho việc tấn công và cận chiến. Với tỷ lệ cơ thể cân đối, những khối cơ bắp săn chắc, Titan tiến công là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc đấu tay đôi. Những cú đấm, cú đá của Titan tiến công đều có sức công phá lớn, có thể đánh vỡ hầu hết các bộ phận cường hóa của các Titan biến hình khác. Điểm đặc biệt là người sở hữu năng lực Titan tiến công không chỉ hấp thu ký ức của người tiền nhiệm, mà còn có thể nhìn trước ký ức của những người sẽ kế nhiệm mình trong tương lai ở một mức độ nào đó. Titan tiến công cũng là cái loại năng lực hiếm hoi không bị Vương quốc Malay kiểm soát sau đại chiến Titan. Titan quái thú. Tùy thuộc vào đặc điểm của người sở hữu, Titan quái thú sẽ mang một cái lốt biến hình gần giống với cái loài động vật nào đó. Ví dụ như nhân vật Tom Shelf, từng sở hữu năng lực khi biến thành một Titan có dạng là con cừu đực. Trong khi người kế nhiệm Ziki Yagi thì lại biến thành Titan có đặc điểm của loài vượn.
Chính vì vậy, có lẽ sức mạnh của Titan quái thú rất khó lường, thiên biến vạn hóa, tùy thuộc vào cái loại vật mà nó mang đặc điểm. Trong trường hợp của Zeki Iegi, năng lực Titan quái thú giúp cho anh ta có một cái đôi tay dài quá cỡ và một lực ném đá vô cùng mạnh mẽ, chuẩn xác. Titan quái thú phiên bản Zeki rất thích hợp để tấn công tầm xa, hoạt động như là một cái chiếc máy bắn đá tự động. Titan hàm. Đúng như cái tên gọi của nó, vũ khí mạnh nhất của cái loại Titan này chính là bộ hàm cực khỏe. Lực hàm của nó đủ sức nghiền nát mọi lớp giáp và cả các lớp pha lê bảo vệ cực kỳ chắc chắn của các Titan khác. Không những vậy, móng vuốt của Titan hàm cũng cùng một mức độ chắc chắn như hàm của nó, là một vũ khí nguy hiểm khi cận chiến, dễ dàng xé nát các phương tiện chiến tranh bọc thép. Chính vì là Titan có kích thước nhỏ nhất, nên Titan hàm cũng sở hữu tốc độ nhanh nhất trong số 9 Titan biến hình. Yếu điểm của Titan này là ngoại trừ phần hàm và cái móng vuốt cứng cáp ra, ngược lại thì các phần cơ thể còn lại khá yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn. Titan ngựa. Đừng để cái tên và ngoại hình của cái loại Titan này đánh lừa nha. Đúng là trông nó không được oai vệ, hầm hố như các Titan biến hình khác, nhưng về mặt sức bền thì nó thuộc dạng cao nhất. Tức là người sở hữu có thể ở trong cái lốt Titan này trong một khoảng thời gian dài vài tháng, rất thích hợp để tham gia các chiến dịch dài hạn. Việc di chuyển bằng 4 chân cộng với vóc dáng không quá lớn giúp Titan ngựa dễ dàng luồn lách ở trên chiến hào, xâm nhập lãnh thổ quân địch, vận chuyển quân và vũ khí ở trên lưng như là một cỗ xe địa hình. Người Malay đã nâng cấp cho Titan ngựa bằng cách lắp thêm một cái ụ pháo có đạn chống Titan trên lưng của nó, biến Titan ngựa thành một cái khẩu pháo di động cực kỳ hiệu quả trên chiến trường khi tấn công kẻ địch tầm xa. Yếu điểm của Titan ngựa chính là khả năng chiến đấu kém, không thể bằng được các hình thái Titan biến hình khác và khả năng để hồi phục vết thương cũng sẽ lâu hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà cái loại Titan này thích hợp cho vị trí hỗ trợ đồng đội hơn là trực tiếp tham chiến. Titan búa chiến. Khác với Titan biến hình khác, Titan búa chiến không chịu sự quản lý của chính quyền Malay, mà có vị thế như là một đồng minh, bởi người nắm giữ năng lực của Titan này là gia tộc Thipo, một gia tộc Eldia lâu đời đã liên minh với người Malay từ những ngày đầu. Vì vậy mà gia tộc này không hề bị chính phủ Malay phân biệt đối xử như với những cái con dân khác, mà vẫn giữ được tài sản đất đai, quyền lực của riêng mình. Titan búa chiến có thể không phải là Titan mạnh nhất, nhưng chắc chắn là cái loại Titan có năng lực đặc biệt nhất. Với khả năng tạo hình các khối cấu trúc rắn chắc từ cơ thể, Titan búa chiến có thể tự tạo ra các loại vũ khí thích hợp cho trận chiến. Nói một cách khác, nó là cái loại Titan duy nhất biết sử dụng vũ khí cầm tay khi chiến đấu. Rìu chiến, lưỡi hái, trường kiếm, giáo, cung tên v.v. Tùy vào từng trường hợp mà Titan búa chiến sẽ lựa chọn cái loại vũ khí phù hợp cho mình. Chính vì thế, nó có thể linh hoạt công thủ, đánh xa đánh gần đều không bị bất lợi. Ngoài ra, Titan búa chiến còn có thể tạo ra những cái chiếc gai nhọn xung quanh cơ thể để phòng thủ khi bị đối phương tiếp cận quá gần. Một trong những đặc điểm thú vị chỉ riêng Titan búa chiến mới có, đó là việc người sở hữu không nhất thiết phải ở vị trí sau gáy Titan khi biến hình. Thay vào đó, người sở hữu có thể ẩn mình trong một khối pha lê cực kỳ rắn chắc. Chỉ có lực của Titan hàm mới đủ sức phá vỡ cái lớp pha lê này. Khối pha lê được nối với một cái sợi dây được tạo ra từ cơ thể của Titan búa chiến. Vì vậy sẽ tránh được rủi ro kẻ địch tiếp cận được phần gáy của Titan và bắt giữ người sở hữu. Nói một cách khác, Titan búa chiến có thể được điều khiển từ xa. Yếu điểm của Titan búa chiến là không thể liên tục cường hóa cơ thể, khả năng làm cứng các cấu trúc chỉ nên giữ ở mức vừa phải, nếu không sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của người sở hữu. Titan thủy tổ. Nếu ví cái câu chuyện của Attack on Titan là một tiểu thuyết võ hiệp, thì năng lực của Titan thủy tổ chính là một cuốn bí kíp võ công quý hiếm, là mục tiêu tranh giành của các môn phái khiến giang hồ dậy sóng. Các sự kiện diễn ra trong Attack on Titan đều xoay quanh mục tiêu kiểm soát được cái năng lực của cái loại Titan này. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, Titan thủy tổ chỉ luôn được truyền cho những người có huyết thống hoàng tộc như là Frith, và cũng chỉ khi do một người trong hoàng tộc sở hữu thì cái năng lực của Titan thủy tổ mới được phát huy trọn vẹn. Vậy Titan thủy tổ nắm giữ những cái sức mạnh gì mà các phe phái đều muốn kiểm soát cái loại Titan này? Thứ nhất, những người sở hữu năng lực Titan thủy tổ có khả năng sử dụng tiếng hét để điều khiển các Titan khác, thay đổi ký ức của người khác. Không cần phải biến hình thành Titan, người sở hữu cũng có thể dễ dàng tác động đến ký ức của người đứng ở trước mặt. Thứ hai, một trong những năng lực tối quan trọng của Titan thủy tổ là có thể biến bất kỳ một người nào mang dòng máu Jimmy trở thành Titan, vua Khafrit,
năm xưa đã sử dụng cái năng lực này để tạo ra hàng ngàn titan đại hình làm nguyên liệu xây dựng tường thành. Bởi thế, nắm giữ cái nguồn sức mạnh titan thủy tổ cũng tức là nắm giữ đội quân có thể hủy diệt cả thế giới. Thứ ba, không khác gì thượng đế, titan thủy tổ có thể tùy ý thay đổi cấu trúc sinh học và thể trạng của những người mang dòng máu Jimmy. Trong quá khứ, khi trái đất xảy ra bệnh dịch, hoàng tộc Fred đã sử dụng năng lực này để thay đổi hệ thống đề kháng bên trong cơ thể của con dân Jimmy, giúp cho họ có khả năng miễn dịch với virus. Ziki Yager cũng đã có kế hoạch sử dụng năng lực này khiến cho những người mang dòng máu Jimmy bị vô sinh nhằm tuyệt diệt giống như cái loài Titan trong tương lai. Ngoài ba năng lực nổi trội trên, Titan Thủy Tổ còn giúp cho người nắm giữ có thể dễ dàng kết nối ý thức với tất cả những người mang dòng máu Jimmy và truyền tải thông điệp cho bọn họ, đồng thời giúp cho người nắm giữ có năng lực thấu thị, nhìn được những sự kiện cả quá khứ và tương lai. Mọi người vừa nghe xong video về 9 con Titan ở trong cái bộ truyện Attack on Titan. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta bằng cách like nè, rồi bình luận nè, rồi chia sẻ kênh nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.